Hi cả nhà, xin chào cả nhà nha. Cả nhà nhìn xem con mực nó to đùng nè cả nhà. Nó hơn một gang tay của em luôn. Sáng đi chợ thấy nó tươi ngon quá, mua về để làm món mực sa tế đãi cả nhà nha. Nhìn hấp dẫn không cả nhà? Con mực em rửa sạch em khứa hết rồi cả nhà. Mình có muối tiêu xanh nè, muối tiêu xanh ăn với hải sản là đúng bài luôn á, là ngon hơn làm tương ớt. Sa tế, rau salad ăn cho đỡ ngán. Rồi bây giờ cả nhà cùng em làm món mực sa tế nha. Mình chỉ ướp sa tế thôi. Đây sa tế này nè, mình thấy cà. Lật con mực quá. Rồi con mực mình ướp xong rồi cả nhà. Mình để nó thấm 15 phút. Sau đó mình mới đem chiên nha cả nhà. Dầu sôi rồi cả nhà. Giờ mình bỏ mực vào. Giờ hạt mè. Mình thấy đẹp không cả nhà? Mình thấy hấp dẫn không cả nhà? Em nhỏ lửa lại cả nhà. Cái này mình phải đợi nha 5-3 phút cho mực nó vừa chín tới cả nhà. Sau đó mình trở qua cho vừa chín tới mặt bên kia, cái mình nhấc xuống mình ăn là vừa cả nhà. Mực nó teo lại cả nhà, nó co lại. Em vỡ lớn một chút xíu cho mình, em trở nó. Rồi. Lúc nãy em quên không có khứa ở bên trong, không có khứa ngang dọc bên trong, phải khứa ngang và khứa dọc thì cho nó đỡ cong. Để em cắt nó cho nó bớt cong cả nhà. Nó đẹp chưa cả nhà? Còn cái đầu mực này phải cắt chứ để nó dày quá nó không chín, không chín bên trong được. Chín rồi cả nhà. Để em chắc bớt nước. Rồi em để lại con mực thôi cả nhà. Em làm cho nó khô nước cho nó đẹp luôn cả nhà. Con mực sa tế mình chín rồi nè cả nhà. Vàng chín hết rồi nè cả nhà. Bây giờ mình gấp ra và thưởng thức thôi. Gấp cái đầu ra trước đi. Nó nặng quá cả nhà.
gấp bằng đũa, gấp không được em dùng cái nĩa. Đây, con mực sa tế của em đây. Cả nhà thấy hấp dẫn không? Lợi miếng nào ngon ngon mời cả nhà. Đây cả nhà, mực vừa chín tới luôn cả nhà. Chấm muối ớt xanh. Đây cả nhà, em mời cả nhà nha. Ăn cái muối ớt xanh kèm muối salad cho đỡ cay nha cả nhà. Giòn sần sọc luôn cả nhà, nó không có cay cả nhà, vừa thôi thấy à. Sa tế ướp nhiều vậy nhưng mà vẫn không cay. Ăn với miếng rau salad cho đỡ ngán nha, rất là ngon. Món này phù hợp với lại cuối tuần họp mặt gia đình ở cả nhà, họp mặt gia đình hoặc bạn bè mà nhâm nhi với vài lon bia nữa là đúng bài luôn nha cả nhà. Rồi em mời cả nhà cái rau nữa nè, giòn ngon cả nhà. Em xin kết thúc video ở đây. Cả nhà thấy hay thì cả nhà bấm like, share, bình luận ở dưới để cho em có thêm động lực em làm ra nhiều món ăn mới để cả nhà nghe. Cả nhà nhớ đăng ký kênh của em nha, để khi nào em ra cái video mới á thì nó thông báo đến cả nhà vào coi ủng hộ em nha. Em xin chào cả nhà.